Thưa quý vị và các bạn, tục ngữ nói cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cây liễu, liễu thành rừng. Trong cuộc sống, rất nhiều khi cưỡng cầu mong có được thì lại bị mất đi, giống như nắm cát nằm trong tay, nắm càng chặt thì nó rơi càng nhanh. Cổ nhân nói sống chết có số, phú quý do trời. Bởi vậy, hết thảy sự tình trong cuộc sống thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Con người sở dĩ phiền não đều là vì lo được, lo mất, hoặc canh cánh trong lòng một số sự tình nào đó. Người ta thông thường đều là ở trong cường điệu bản thân quá mức, hoặc truy cầu nhiều quá rồi không đạt được mà đánh mất đi sự khoái hoạt tường hòa vốn có, mà rơi vào đau khổ. Mọi việc không cần phải cố ý đi thể hiện, dùng tâm thái bình thản, tự nhiên để xử lý các sự tình trong cuộc sống. Hết thảy thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết tốt nhất, chúng ta nên để nó thuận theo tự nhiên. Có một câu chuyện kể rằng, trong một tòa thiền viện, trên bãi cỏ có một số nơi khô vàng. Chú tiểu nhìn thấy bèn nói với sư phụ: "Sư phụ, phải nhanh chóng trồng cỏ thôi, mảnh đất này hiện giờ không đẹp mắt chút nào." Sư phụ nói: "Đừng vội, khi nào rảnh thầy sẽ đi mua một ít giống, khi nào có thể gieo thì gieo, gấp gì." Khi tiết trung thu, sư phụ đưa giống cho chú tiểu và nói: "Con hãy lấy đi gieo đi." Chú tiểu vui mừng nói: "Cỏ giống gieo xong, trên đất sẽ mọc lên mảng cỏ non xanh xanh đẹp lắm." Có gió, chú tiểu gieo hạt, gió thổi bay đi. Không xong rồi, rất nhiều hạt giống đã bay đi rồi, chú tiểu than. Sư phụ nói: "Không sao, số còn lại sẽ mọc lên, lo gì." Hạt giống gieo xuống rồi, rất nhiều chim sẻ bay xuống, chỉ lựa những hạt giống lớn mà ăn. Chú tiểu hoảng hốt nói: "Không xong rồi, hạt giống bị chim ăn hết rồi. Năm tới mảnh đất này chắc sẽ không có cỏ mọc lên đâu." Sư phụ nói: "Không sao, hạt giống nhiều, chim ăn không hết đâu. Con an tâm đi, năm tới ở đây nhất định sẽ có cỏ mọc lên." Trong đêm lại có mưa lớn, chú tiểu không thể ngủ được, thầm lo cho hạt giống sẽ bị trôi đi mất. Sáng hôm sau, chú tiểu đến phòng của sư phụ nói: "Sư phụ, tối hôm qua mưa rất lớn, làm trôi những hạt giống rồi, làm sao đây?" Sư phụ bình thản nói: "Đừng lo, hạt giống trôi đến đâu, nó sẽ mọc lên ở đấy." Không bao lâu, rất nhiều mầm cỏ xanh quả nhiên phá đất mà mọc lên. Thì ra, những nơi ngõ ngách không gieo tới được cũng có mầm cỏ xanh mọc lên xanh biếc. Chú tiểu vui mừng nói với sư phụ: "Sư phụ, trông đẹp quá, cỏ non mọc lên hết đẹp quá." Sư phụ gật đầu cười: "Thế là thuận theo tự nhiên, không cần phải cố gắng cưỡng cầu, chỉ cần bỏ ra thì nhất định có thể đạt được hồi báo." Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống có quá nhiều những điều con người không xác định được. Nhiều khi chúng ta không có cách gì cưỡng lại một số việc nào đó, chỉ có thể nghe theo ý trời, thuận theo tự nhiên. Hãy tin tưởng rằng chúng ta đã bỏ ra thì cuối cùng sẽ có đáp lại. Đừng theo đuổi những điều quá hoàn mỹ. Có một triết gia đã từng nói: "Hoàn mỹ là độc. Chuyện gì cũng mưu cầu hoàn mỹ là một việc không tưởng, nó như một liều thuốc độc." Bởi vì thế giới này vốn không hoàn mỹ. Con người nếu việc gì cũng mưu cầu hoàn mỹ, chẳng khác nào là tự tìm lấy cái khổ. Mà cuộc đời của những người mưu cầu hoàn mỹ cũng luôn sẽ chuốc lấy một kết cục phiền não. Có một câu chuyện kể rằng, một chàng trai trẻ cầu xin Thượng Đế ban cho mình một cuộc hôn nhân đúng như ước nguyện, và Thượng Đế đồng ý. Khi chàng trai đến độ tuổi kết hôn, anh ao ước có được người vợ trẻ đẹp. Và rất nhanh chóng, anh gặp một cô gái vô cùng duyên dáng và yêu kiều. Cả hai người đều có tình cảm với nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng kết hôn chưa được bao lâu, anh phát hiện ra rằng vợ mình tuy trẻ đẹp nhưng lại ăn nói cộc cằn, thô lỗ. Hơn nữa, cô ấy chỉ thích tận hưởng mà chẳng muốn làm gì. Cả hai cũng nhận ra rằng tâm hồn của họ không thể đồng điệu, họ không thể tiếp tục sống với nhau. Và như thế, chàng trai coi cuộc hôn nhân này như một bản nháp và xóa nó đi.
Cuộc hôn nhân thứ hai của anh là với một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn là tài năng và trí tuệ. Nhưng chưa được bao lâu, anh lại phát hiện ra rằng cá tính của cô ấy quá mạnh. Thông minh giờ đây đã trở thành thứ vũ khí sắc bén, còn tài năng lại trở thành phương tiện để cô châm chọc, giễu cợt với chồng mình. Anh luôn có cảm giác mình không phải là chồng mà giống như trâu ngựa của vợ. Thế là chàng trai lại xin Thượng Đế xóa bản nháp này đi. Thượng Đế mỉm cười đồng ý. Trong cuộc hôn nhân thứ ba, anh mong muốn vợ mình vừa phải có đầy đủ các ưu điểm của hai người vợ trước, vừa phải hòa nhã, tốt bụng và dịu dàng. Sau khi thành hôn, tình cảm của hai người vô cùng thắm thiết. Cả hai đều mãn nguyện với nửa kia của mình. Nhưng điều bất hạnh là chưa đầy một năm sau, cô vợ hoàn hảo của anh mắc bệnh nặng rồi qua đời. Trải qua hai cuộc hôn nhân trắc trở, rồi có được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ, nhưng lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Trong lòng chàng trai vô cùng đau khổ, anh thầm hỏi Thượng Đế rằng anh còn có cơ hội được viết lại bản nháp nữa hay không. Lần này Thượng Đế tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời thỉnh cầu. Sau nhiều cuộc gặp gỡ, sau nhiều lần lựa chọn, sau nhiều lần hẹn hò, cuối cùng anh cũng tìm được cho mình một cô gái xinh đẹp như hoa cúc, dịu dàng như hoa hồng, lại đầy đủ tài năng và trí tuệ như hoa sen. Đặc biệt, anh có thể tùy ý muốn tính cách cô ấy tốt thế nào thì sẽ trở thành như thế đấy. Anh vô cùng mãn nguyện và ngỏ lời cầu hôn, nhưng cô gái nhẹ nhàng từ chối. Cô gái chỉ nói rằng em không muốn phải làm bản nháp trong tay một ai đó, vậy nên trái tim em không thể dành cho anh. Khát khao hoàn mỹ chỉ là bóng chằng người đáy nước. Dẫu Thượng Đế có chấp thuận mong ước của chàng trai thêm ngàn lần đi nữa, thì cuộc sống luôn là như thế, không thể cho chúng ta được hoàn toàn mãn nguyện. Trên thế gian này, thứ được gọi là hoàn mỹ chỉ là một tình tiết hư cấu trong tâm tưởng của mỗi người mà thôi.